đổi đời giàu sang nhờ trồng cây này trước cửa nhà, gánh lộc vào nhà, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nếu quý vị đang gặp phải khó khăn về cái chuyện tiền bạc, nợ nần chồng chất, làm mãi không giàu, hay bị vận xui xẻo nó ám hại, vận đen, liên tiếp vận đen, thì các bạn hãy thử cải thiện cái phong thủy nhà mình bằng cách trồng cái cây này trước cửa nhà. Đây là những loại cây đa năng quen thuộc trong đời sống. Nó vừa mang lại cái không gian sống mát mẻ, lại vừa có ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt. Hơn nữa, đây cũng là những loại cây dễ tìm, dễ trồng, dễ chăm sóc. Sẽ là rất thiếu sót nếu gia chủ không trồng những loại cây này trước cửa nhà. Vậy rốt cục thì đó là những loại cây nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là cây kim ngân lượng. Quý vị thân mến, cây kim ngân lượng là một trong những cây cảnh hút tiền trong năm 2023. Vì cây không chỉ gây ấn tượng với người nhìn bằng những chùm quả đỏ tươi, căng mọng, mà còn là cái biểu tượng cho sự phú quý, may mắn. Đây là một trong những cái loại cây được ưa chuộng để trồng trước cửa nhà vào những dịp lễ Tết đầu năm đầu xuân, với ý nghĩa mang đến nhiều tài lộc, những điều may mắn cho người trồng. Cái màu đỏ của những chùm quả nó tượng trưng cho vận đỏ, vì thế cây càng sai quả thì lại càng ấm no sung túc. Với sức sống dẻo dai, hình dáng độc đáo của nó thì cây kim ngân lượng phong thủy có thể thể hiện cái ý chí, tạo cái động lực thúc đẩy gia chủ vượt qua được những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt là vào những ngày lễ Tết, những ngày khai trương mở cửa hàng thì các bạn có thể thắt thêm vài cái sợi chỉ đỏ hoặc nơ đỏ, treo thêm vài cái đồng tiền xu để trang trí cho cây. Nó sẽ có tác dụng là xua đuổi cái u ám, xui xẻo và xua đuổi những cái vận xui, cầu mong cái điều tốt lành đến với cửa hàng, với gia chủ trong cái dịp đầu năm mới, giúp các bạn dễ dàng thăng quan tiến chức và làm ăn thì phát tài phát lộc. Thứ hai là cây phát tài. Cây phát tài phong thủy hay còn gọi là cây trúc phát lộc. Nó là cây dễ chăm sóc, có sức sống mãnh liệt, có thể sống trong cái môi trường khắc nghiệt. Theo phong thủy, đúng như cái tên gọi phát tài phát lộc, thì trồng cái loại cây này trước cửa nhà sẽ thu hút nhiều cái vượng khí, mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ, giúp gia chủ thăng tiến trên cái con đường công danh sự nghiệp. Nếu cây được đặt trong phòng khách thì cũng là cái lời cầu chúc cho gia chủ làm ăn buôn bán thuận lợi, hay cũng có thể đặt cây ở cái hành lang giúp thanh lọc không khí, cải thiện cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể bố trí cây trúc phát tài ở này ở văn phòng, ở công ty, đặt trên bàn làm việc của mình để cho con đường công danh sự nghiệp được thăng tiến và được mở rộng hơn. Thứ ba là cây ngọc bích. Quý vị thân mến, cây ngọc bích trong phong thủy với cái chiếc lá nhỏ hình tròn như đồng xu, nó tượng trưng cho tiền bạc. Cái lá càng xanh mướt như ngọc thì càng thể hiện cái sự giàu sang, ấm no và hạnh phúc. Cây ngọc bích khi sử dụng làm cái cây cảnh ấy, có tác dụng thanh lọc không khí, kích thích cái thị giác, cải thiện cái chất lượng không khí, tăng độ ẩm, từ đó giúp gia chủ hạn chế được những cái bệnh tật. Ngoài ra thì cây này cũng có tên khoa học là money plant nữa, cùng tên với cây kim tiền, tức là mang cái ý nghĩa là thu hút tiền bạc, hậu thuẫn cho con đường làm ăn kinh doanh của gia chủ được thuận lợi và may mắn. Cây được đặt đúng vị trí sẽ mang lại cái sức khỏe và may mắn về con đường tiền bạc cho gia chủ. Những thương gia luôn đặt những cây này ở bên quầy thu ngân hoặc là bên máy đếm tiền trên bàn làm việc. Có người còn bày ở lối cửa đi ra vào ấy, nhằm kích hoạt cái năng lượng nó chủ về tài lộc. Ngoài ra thì cây còn thể hiện cái sự kiên định, sự vững vàng trong cái ý chí của con người. Đồng thời còn mang một cái ý nghĩa là nỗ lực không ngừng nghỉ và vượt qua bất kỳ những thử thách, những gian nan hay khó khăn nào trong cuộc sống. Trong những ngày đầu năm mới, những ngày đầu tháng hoặc những ngày lễ Tết, giỗ chạp, khai trương, mở hàng thì gia chủ cũng có thể chọn mua cái cây này về nhà để thể hiện cái ước nguyện về giàu sang, phú quý, ấm no, hạnh phúc. Nếu mà chăm sóc đúng cách, trong cái điều kiện thích hợp và được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ thì chúng sẽ nở hoa. Lúc đó gia chủ tha hồ mà đón tài lộc. Thứ tư là cây lan ý. Tác dụng phong thủy của cây lan ý đó là mang đến cái nguồn năng lượng tích cực cho sức khỏe, giúp cho gia chủ tránh khỏi những cái điều xui xẻo. Cây này thì đặc biệt hợp với những người tuổi Mão để xua đuổi cái vận xui của họ trong năm 2023. Đặc biệt khi bản mệnh có tiểu nhân quấy phá hoặc là gặp những vận xui rủi liên tiếp thì có thể sử dụng cái cây lan ý để dập tắt cái hung vận và đẩy lùi những tiểu nhân, nâng cao cái vận trình có lợi cho cái sự nghiệp công danh của mình sau này. Tuy nhiên, loài cây này bày một thời gian ngắn, khi mà những điều xấu xa nó đi qua thì lập tức phải chuyển cây ra ngoài. Lan ý còn được xem là cái thần hộ mệnh cho những nhà lãnh đạo. Cây nó vươn thẳng, có sức sống kiên cường, gợi lên cái ý chí phấn đấu, giúp cho các sếp vượt qua được những thử thách, những chông gai. Thứ năm là cây trầu bà lỗ. Quý vị thân mến,
cây trầu bà lỗ được nhiều người yêu thích vì cái vẻ ngoài kỳ lạ và chúng có tác dụng thanh lọc không khí cực kỳ tốt. Cây còn có tác dụng kích thích vận may khí tốt trong nhà, mang tới cho gia chủ nhiều cái tài lộc và phú quý. Không những thế, cây còn đại diện cho sức mạnh, sự kiên cường, sẽ tiếp thêm cho bạn cái nghị lực để có thể vượt qua những cái khó khăn và những cái trở ngại trong cuộc sống. 6 là cây sen đá. Quý vị thân mến, sen đá phong thủy mang nhiều cái ý nghĩa tốt đẹp khi nó có hình dạng trông như một cái đóa hoa sen, biểu tượng của nhà Phật, nên nó mang cái ý nghĩa là về sự bình an, an yên trong cái cuộc sống. Đây còn là cái cảnh phát tài, đây còn là cái cảnh hút tiền bạc vào năm 2023. Vì nó tượng trưng cho sự may mắn, thu hút phú quý tài vận vào nhà. Nếu để cây sen đá trên bàn làm việc, sẽ giúp cho gia chủ thăng quan tiến chức, thăng tiến cho công việc. Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và sếp, nhân viên trở nên gắn bó hơn. Thứ 7 là cây dương sỉ. Thưa quý vị, cây dương sỉ tuy là một loại cây dại dễ sống, nhưng nó lại có khả năng làm giảm cái bức xạ từ máy tính hoặc là từ máy in. Nó hấp thụ khí arsen cũng như là các khí độc hại như là toluen hoặc là anhydride formic, giúp cho không gian xanh mát và không khí được trong lành. Chính vì thế, nhiều người đã lựa chọn cái cây dương sỉ để trên bàn làm việc hay là để trước mặt cái cửa nhà trong phòng khách. Cây dương sỉ phong thủy không chỉ mang lại sự tươi mới, tươi mát trong cái không gian sống, mà nó còn thúc đẩy cái nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Trồng cây dương sỉ trong nhà sẽ thu hút cái vận may, mang đến những khí tốt, thu hút nhiều cái tài lộc cho gia chủ, mang lại nhiều tiền tài và sự giàu có, cuộc sống sung túc cho gia chủ. Không những thế, cây còn biểu trưng cho nghị lực sống mạnh mẽ, phi thường, vượt qua mọi khó khăn, dông bão. Với những người còn trẻ thì có thể đặt cây dương sỉ trong năm 2023 để nhắc nhở về một cuộc sống lý tưởng, có chí tiến thủ và không chịu khuất phục trước những khó khăn nào. Thứ 8 là cây kim tiền. Thưa quý vị, đúng như cái tên gọi của nó, cây được dân văn phòng, dân kinh doanh và được người dân ưa thích để trồng nhằm mang lại nhiều may mắn và thuận lợi. Cây kim tiền được xem là một lựa chọn số 1 để kích hoạt cái may mắn, thúc đẩy cái tài lộc và tiền bạc. Vì thế, nếu như bạn còn đang phân vân không biết chọn loại cây cảnh nào để trang trí trong căn nhà, trong căn phòng của mình, thì các bạn hãy mua một cây kim tiền về đặt trong nhà. Cây được cho là sẽ thu hút cái vận may về tài lộc cho gia chủ. Nên chọn cây xanh tươi, dài, chắc. Đặc biệt là khi mà cây kim tiền ra hoa thì nó đại diện cho sự may mắn, thành công của gia chủ, phát tài phát lộc, may mắn thì cũng càng ngày càng nhiều. Các bạn có thể đặt cây tại hướng đông bắc, nơi làm việc để thu hút cái tài lộc. Ngoài ra thì các bạn có thể trang trí thêm những cái nơ đỏ hoặc là những dây đồng tiền vàng trên cây, tượng trưng cho hỏa và kim. Cái việc trang trí này nhằm tăng thêm cái vượng khí, giúp cho cây hội tụ đủ các yếu tố ngũ hành để mang lại tài lộc cho quý vị được nhiều hơn. Thứ 9 là cây đại đế vương. Cây đại đế vương được ưa chuộng vì cái tác dụng xua đuổi đi tà khí, tà ma chướng khí và góp phần đem lại cái sức khỏe, sự thanh tịnh và đem đến cái cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Cây đại đế vương thể hiện cái đẳng cấp với cái tinh thần đế vương, quyền uy chức tước. Cái loài cây này thì mang lại cái sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ. Cây thể hiện cái ý chí không ngừng nghỉ, nỗ lực vươn lên, hướng đến những cái vị trí cao hơn và có nhiều điều tốt đẹp hơn cho cái công danh sự nghiệp. Thưa quý vị, trên đây là 9 loại cây phong thủy thu hút cái tài lộc mà quý vị nên trồng. Quý vị thân mến, lựa chọn các loại cây trồng ở ban công thu hút tài lộc thực sự là một cái bài toán khó với không ít người. Vì đây không chỉ là cái vị trí đón gió, đón nắng, nếu mà trời nắng quá gay gắt thì sẽ dễ làm cây chết. Sau đây là những gợi ý của tôi để giảm bớt cái độ khó cho quá trình lựa chọn cái loại cây này, giúp bạn dễ đưa ra những quyết định hơn với những loại cây tham khảo sau đây. Thứ nhất là cây hoa mai dạ thảo. Quý vị thân mến, để trồng cây ở ban công thì bạn nên ưu tiên những loại cây ưa sáng, dễ chăm sóc và cây có thân mềm như cây mai dạ thảo. Đây là loại cây có thân màu đỏ hồng, màu sắc hoa rất nhiều màu bắt mắt. Nó phù hợp trồng thành khóm ở những nơi ban công. Cây ra hoa sum suê và nở quanh năm, ít bị sâu bệnh. Nếu trồng cây hoa mai dạ thảo ở ban công ấy, thì các bạn không chỉ khiến cho cái không gian nó thêm đẹp mà còn mang đến những điều tốt đẹp và may mắn cho gia chủ. Thứ hai là trồng cây hoa hồng leo. Quý vị thân mến, hoa hồng leo là cây ưa nắng, thường ra hoa nhiều vào mùa hè. Nó phù hợp với vị trí ban công đầy nắng của nhà các bạn. Cái màu tươi sáng của những đóa hoa không chỉ tạo ra một cái không gian đẹp đẽ, khơi gợi những cái cảm hứng cho cái khu vực ban công nhà bạn, mà chúng còn là biểu tượng của tình yêu, may mắn và sẽ mang lại cái không khí ấm áp và hạnh phúc đến với gia đình. Và bên cạnh đó, cây còn giúp gia chủ thu hút cả may mắn và tài lộc cho các bạn nữa. Đặc biệt, cái sắc hồng dịu của cây hồng leo ấy, nó phù hợp với những cái người mệnh hỏa hoặc mệnh thổ để tăng thêm cái may mắn và mang lại cái nguồn năng lượng tươi mới cho ngôi nhà của các bạn.
thì các bạn nên trồng cây hoa hồng neo ở ban công nhà mình. Thứ ba là cây hoa giấy. Quý vị thân mến, hoa giấy rất ưa nắng. Đây là loại cây có khả năng chịu hạn cao. Cây ra hoa quanh năm liên tục, cây cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều và rất thích hợp cho những người trồng ở ban công để chống nắng. Ở trong phong thủy, việc trồng cây hoa giấy có tán rộng vừa tạo bóng, lại gì vừa đẹp mắt, lại có ý nghĩa là xua đuổi, ngăn chặn những cái hung khí nó vào trong nhà và mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. Thứ tư là cây hoa đỗ quyên. Quý vị thân mến, hoa đỗ quyên dễ sống, có nhiều hoa, lá và gai. Đỗ quyên là cây có thân gỗ mọc bụi, có hai loại đỗ quyên là thường xanh và các loại rụng lá. Cây cao từ 1 đến 2 mét, phân nhiều cành, hoa phân thành cánh đơn, cánh kép cũng như là cánh bán kép. Thông thường thì cái cánh hoa nó mọc tập trung ở trên đỉnh cái cành, tán hoa hình phễu, hoa có nhiều cái màu sắc phong phú, trắng, đỏ, tím và có đồng thời hai màu. Có một số hoa có mùi thơm, đỗ quyên trồng ở ban công sẽ giúp hóa giải cái vận hạn. Cây còn mang cái ý nghĩa tượng trưng cho cái sự sung túc cho cả gia đình. Ngoài cái vẻ đẹp sang trọng thì cây còn mang lại cái ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, giúp gia chủ cải thiện cái sinh khí trong cái không gian nhà mình, tạo nên lối sống tích cực, làm bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng năng động hơn, tươi vui hơn. Nhưng lưu ý, đây là loại cây cảnh có độc, nếu nhà có trẻ nhỏ thì gia chủ nhất định phải hết sức lưu ý. Thứ năm là cây lan ý. Cây lan ý là loài cây thân cỏ, thường sống thành từng bụi sát nhau. Lá của cây lan ý thì có hình bầu dục, dài và nhọn dần về đuôi lá. Đây là loài hoa có độ bền rất cao, có khi lên tới cả tháng hoặc là vài tháng thì mới tàn. Loài hoa này có thể sống rất tốt ở những nơi mà có môi trường ánh sáng mạnh. Trồng cây lan ý ở ban công vừa tạo cái nét thẩm mỹ, vừa có tác dụng làm sạch không khí. Tác dụng của cây phong thủy này ấy, thì nó còn mang lại cái vượng khí cực tốt cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Thứ sáu là cây sen đá. Quý vị thân mến, cây sen đá là loại cây rất dễ sống, cây ưa nắng và khô nóng. Cây có khả năng chịu nhiệt tốt ở cái môi trường khô hạn nên cực kỳ phù hợp để trồng ở trang trí tại cái vị trí ban công của nhà mình. Lá cây sen đá nhỏ mọng nước, cánh được xếp như hoa sen. Đặc biệt là khi lá cây rụng thì có thể nảy chồi ở cái gốc để tạo thành một cây mới. Cây sen đá không chỉ tượng trưng cho cái sự sống mạnh mẽ mà còn giúp mọi cái mệt mỏi, mọi cái muộn phiền, stress đều được tan dần. Theo phong thủy, trồng cây sen đá còn mang lại may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Thứ bảy là cây vạn niên thanh. Quý vị thân mến, cây vạn niên thanh là cây dễ sống, dễ trồng trong những cái điều kiện khắc nghiệt. Cây có lá to, dày và có màu xanh lẫn các vệt vân trắng, có sức sống bền bỉ và khả năng chịu đựng ở trong cái môi trường khắc nghiệt rất là tốt. Lá cây vạn niên thanh thì duỗi thẳng giống như một cái bàn tay xòe ra, hướng ra ngoài nạp thêm khí tiếp phúc. Vì thế, trồng cây vạn niên thanh có lá càng to thì càng tốt. Và phải lưu ý luôn giữ cây luôn xanh tươi. Cây càng xanh tươi càng là nhiều, cây càng xanh tươi càng nhiều lá thì càng có tác dụng thu hút tài lộc và tốt cho gia chủ. Thứ 8 là cây kim tiền. Thưa quý vị, cây kim tiền có sức sống mãnh liệt, ít bị sâu bệnh, cây sống thành bụi và lá có màu xanh mướt, lại mập từ đầu đến chân, từ thân đến gốc. Thích hợp với cái môi trường nhiều ánh sáng, đất khô cằn và không cần tưới nhiều nước. Trồng cây kim tiền ở ban công có tác dụng hấp thu cái khí tốt từ bên ngoài vào nhà, có lợi cho tài vận của ngôi nhà. Giống như tên của nó, thì cái loại cây này nếu được trồng ở ban công thì sẽ đem lại cái tài lộc và may mắn đến cho gia chủ. Nếu chăm sóc đúng cách, cây sẽ phát huy cái ý nghĩa phong thủy cực tốt cho gia chủ như mong muốn. Thứ 9 là cây huyết long. Cây sắt còn gọi là cây huyết long là loài cây có lá bé, dài và màu xanh thẫm. Cái phần giữa của lá thì có những cái đốm vàng, có sức sống mạnh mẽ. Đây là loài cây mang lại cái nguồn năng lượng cực tốt, rất tốt cho gia đình. Thứ 10 là trúc quân tử. Quý vị thân mến, trúc là loài cây có cấu tạo cái bộ rễ rất chắc chắn, đâm sâu vào lòng đất. Thân và cành mềm và dẻo, chịu được nhiều cái tác động của thời tiết như mưa, gió, nắng, bão bùng vân vân. Đấy, cây sinh trưởng với tốc độ nhanh và ít bị sâu bệnh. Trồng một hàng trúc trước cái ban công thì các bạn sẽ cảm thấy cái thiên nhiên thật sự là thi vị và nhẹ nhàng và hơi hướng cổ điển. Khi mà trồng loài cây này trên ban công ấy, thì sẽ có tác dụng là giữ bình yên cho gia chủ. 11 là cây phát tài núi. Quý vị thân mến, cây phát tài núi mang đến nhiều cái tài lộc, may mắn cho gia chủ. Ngoài ra thì cây còn có khả năng thanh lọc cái không khí hiệu quả. Cây sở hữu một cái hình dạng hùng vĩ, uy nghiêm và với cái vẻ đẹp lạ mắt. Chính vì thế nên cây rất thích hợp trồng ở ban công hoặc là những khuôn viên trong nhà có sân vườn rộng. 12. Cây tiên nhân trường. Lá cây thảo thô dày, cây sống dai, thân dễ mọc, bỏ, có nhiều gai, sắc nhọn.
trông khá giống với xương rồng, có tác dụng là hóa giải những cái vận khí xui xẻo. Gia chủ nên trồng cây có tác dụng hóa sát ở ban công. Ở trong trường hợp ban công nhìn ra xung quanh mà có nhiều cái kiến trúc hoặc có nhiều cái vật lạ tà khí như là góc nhọn, những cái trực xung vào cái nhà mình, hoặc là gì nhìn ra bệnh viện, đình đền, miếu phủ, chùa chiền thì cây này rất thích hợp để hóa giải. 13 là cây long cốt. Loại cây này có hình dáng đặc biệt, thân cây khô dài hướng về phía trước, trông rất giống xương của con rồng nên được gọi là long cốt. Long cốt có sức sống mãnh liệt và rất hiệu quả trong cái việc mà làm giảm đi những vận khí xấu. Có tác dụng hóa sát, thường có gai nhọn để đẩy lùi những cái ngoại sát bảo vệ cái ngôi nhà của mình. 14 là cây xương rồng. Đặc điểm nổi bật của cây xương rồng đó là cái khả năng chịu nắng chịu hạn rất là tốt. Để thích ứng với cái môi trường sống nóng gió, lá cây xương rồng biến đổi thành gai để giảm đi cái sự thoát hơi nước của cây. Tùy vào từng loại cây, giống cây mà sẽ có thân to, nhỏ và nhiều gai hoặc ít gai khác nhau. Ưu điểm của loại cây này đó là gì? Nó phát triển tốt trong cái môi trường nắng nóng. Nhiều nước quá thì cây cũng không ưa và dễ bị ngập úng. Trong phong thủy thì cây xương rồng có tác dụng là xua đuổi cái đào hoa dữ và cũng có tác dụng là hóa sát cho gia chủ. 15 là cây trầu bà xẻ. Không chỉ phù hợp vừa là cái cây trồng ở ban công chịu nắng gió tốt, cây trầu bà cũng có thể sống trong cái môi trường bóng râm và được trưng nhiều trong văn phòng, bàn làm việc hoặc là phòng ngủ. Với cái ưu điểm là cái vẻ ngoài lá rất là bắt mắt, cây trầu bà xẻ thì ngày càng được sử dụng với cái công dụng là thẩm mỹ nhiều hơn. Đặc biệt nó có tác dụng thanh lọc không khí trong cái môi trường sống của các bạn. Thứ hai, những cái lưu ý khi chọn cây trồng ở ban công. Để ban công nhà bạn luôn ngập tràn cái màu xanh cũng như là các sắc hoa đua nhau nở, thì cái việc lựa chọn cây xanh trồng ở ban công là cây gì ấy, thì các bạn cũng cần phải lưu ý những cái mẹo sau đây. Thứ nhất là ưu tiên những cây chịu hạn tốt. Không gian ban công là cái nơi nắng, nóng. Vậy nên dù bạn có tưới tắm cho cây thường xuyên thì tốc độ bốc hơi của nước cũng rất là nhanh. Nếu là những cây mà ưa nước ấy, thì rất khó có thể sống được. Thứ hai là chọn những loại cây vừa và nhỏ. Quý vị thân mến, khu vực ban công ở những nhà chung cư ấy, thì thường rất nhỏ hẹp. Nếu như bạn muốn cái vườn ở cái ban công nhà mình nó đa dạng thì nên chọn những loại cây vừa và nhỏ, nhưng mà tổng quan lại nhìn sẽ rất là đẹp. Tránh những loại cây quá to, nó dễ làm nơi côn trùng nó ẩn náu. Thứ ba là lựa chọn cây dễ chăm sóc, dễ thích nghi. Cái môi trường thời tiết có thể rất nhiều bị cái biến động, lúc nắng lúc mưa rất thất thường. Các bạn nên chọn các loại cây dễ thích nghi với cái môi trường và phù hợp ở ban công. Thứ tư là trồng đan xen phối hợp nhiều loại cây khác nhau. Quý vị thân mến, chọn những loại cây có nhiều màu sắc để tránh cái sự nhàm chán và tăng thêm cái sự đa dạng. Mỗi bộ sắc hương sẽ tạo cho chúng ta cảm giác thư thái và dễ chịu hơn khi mà chăm sóc chúng. Thứ năm là trồng cây hợp với hướng của ban công. Quý vị thân mến, ban công hướng nam đón được nhiều ánh nắng và gió nên thích hợp trồng những các loại cây như cây tía tô cảnh, cây hoa hồng, cây chuối hoa v.v. Ban công hướng tây thì có nhiệt độ cao, buổi chiều có nhiều nắng, thích hợp trồng những loại cây ưa sáng, có chịu nhiệt độ cao như là hoa hướng dương, hoa giấy, hoa 10 giờ v.v. Ban công hướng đông thì nhận được nhiều cái ánh nắng vào buổi sáng, thích hợp trồng những loại cây như cây phát tài, cây thiết mộc lan, cây trúc mây v.v. Ban công hướng bắc thì ít bị ánh sáng chiếu mạnh, nên là gì, các bạn thường là nên lựa chọn những loại cây ưa bóng râm như là cây thường xuân, cây trầu bà v.v. Không nên trồng những loại cây quá cao hay là tán cá quá rộng ở ban công. Lý do là vì các loại cây này sẽ khiến cho gia đình luôn gặp nhiều cái phiền toái. Những loại cây thân to, tán rộng sẽ chắn hết những cái ánh sáng và gió vào nhà. Chưa kể những loại cây có tán rậm rạp thì thường là nơi trú ngụ của côn trùng, có thể không tốt cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Quý vị thân mến, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây trồng tốt ở ban công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.